Xoài cây. Hôm nay tiệm cây cảnh xin chào cả nhà yêu cây cảnh nhá. Chia sẻ cho các bạn một cây hoa hải đường khổng lồ, cực đẹp. Đấy. Nhà mặt phố các anh ấy nhá. Hải đường mặt phố nhá, không phải cứ trong làng mới trồng hải đường nhá. Anh ấy trồng cây này là cũng khá lâu rồi. Nó gần 30 năm rồi anh. Cây này nó cao tầm 6 mét, tán rộng 4 mét. Đấy, các bạn nhìn hoa này đang cái rồi. À, cực kỳ luôn, tán tròn. Đấy, đây là anh chủ đây. Anh đọc số điện thoại của anh đi. 0985014198. Anh đọc lại lần nữa chậm đi. 0985014198. Anh tên gì nhỉ? Tên là Quang. Quang ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Thị trấn Đấy. Hữu Lũng. Thị trấn Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Ý giời, các bạn nhìn này, quá đẹp. Cứ đi thấy trùng hòa. Cái này mà các bạn có một không gian rất là rộng thì trồng nó quá đẹp luôn. Vừa to vừa tán nó tròn, quá tròn. Đẹp, đẹp quá. Đấy nha, là số liệu của anh gốc nhá. Cái này là có một gốc nhưng mà nó thoát thân, không biết là dưới còn sâu được tí nào không anh. Thế là thoát thân có 20 phân thôi. Vành gốc chỗ này mình đang chỉ đây là 75 phân. Đấy. Còn thoát lên đây là 1 mét. Đây cái lan nó che tính chỗ thoát là 1 mét. Đấy. Ý giời, đang đúng lúc lụ chi chít nhỉ. Cái này của anh là nó gần cận nhà quá, nó dàn trước các thứ. Nó che hết nhưng để nguyên một cây của nó đây nữa. Hôm nay em bán cả hai cây về dưới Nam Định. Vâng. Em một con cây mộc hương nữa, cả cây mộc hương. Cây mộc giống bây giờ bao tiền cây? Cây nó tùy anh ạ, cây một thân đắt, nó có loại rẻ cây tiền. Cây bé không ạ, cây bé ấy. Cây như em đang bán ở nhà, em đang bán cái loại chân mọi là gọi mộc chân dài một thân đến 300 một cây ạ. Vâng. Cái loại nhỏ hơn có nhưng em không lấy loại đấy thôi. Qua em bán được mấy cây rồi. Đây có thể nói là cái hải đường khủng hiếm nhá. Các bạn mà thích cái hải đường này, nếu mà có không gian rộng nhà vườn ấy, thì các bạn chỉ liên lạc với anh để hỏi giá, thỏa thuận giá với anh ấy để mua. Đấy. Cây này thuộc cây rất to, báo cáo các bạn là nếu mà ấy là cũng phải làm lại sân đây này. Đấy. Ít nhất là phải mất phải làm lại sân ấy. Nếu mà anh nào kết mua thì chứ còn nếu bán thì chắc phải được giá anh ấy bán. Đấy, còn phải làm lại hết sân vườn luôn này. Đấy.